Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Attra các bạn nhé, phiên bản 1.2, số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và đã lăn bánh được 5.8 km rồi, quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe màu trắng rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nha. Toàn bộ về thân vỏ bên ngoài đều rất là mới, rất là đẹp, vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn ạ. Tất cả còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nha. Đấy, cái nền rất là đẹp luôn đây, và kể cả là cái dàn lốp cũng còn rất là mới và dày luôn các bạn nha. Đấy, cả dàn lốp đây các bạn xem đấy, cả một dàn lốp này đều rất là dày, rất là mới luôn quý vị các bạn nha. Mua những chiếc xe cũ mà lốp liếc các thứ nó còn đẹp, còn ngon thì bây giờ về là quý bạn yên tâm chỉ việc đi thôi. Chứ bây giờ mua về mà nó cũ, nó mòn rồi, lại phải thay vào cũng rất là nhiều tiền các bạn ạ. Một cái dàn lốp này bây giờ nếu như thay một cái dàn lốp xịn, tính ra là cũng mất gần chục triệu đấy các bạn nhé. Đấy, cho nên là những cái dàn lốp mà nó còn dày, còn đẹp như thế này thì quý bạn cứ yên tâm luôn, về chỉ việc đi thôi. Là răng đúc rồi, đầy đủ hết option rồi. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất cho chiếc xe này đấy các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ hơn 6 lít cho 100 km quãng đường đô thị, còn trung bình thì còn hơn 5 lít thôi các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Phiên bản này là 1.2 số sàn cho nên là nó tiết kiệm như vậy đấy ạ. Bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Toàn bộ những phần keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này. Vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nội thất chiếc xe này cũng đã được trang bị là nội thất ghế da. Cái ghế da này là vào thêm thôi các bạn nhé. Nguyên bản là những chiếc xe số sàn này chỉ có ghế nỉ thôi các bạn ạ. Đấy, vô lăng còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đồng hồ công tơ mét đây ạ. Chiếc xe lăn bánh được 6.8 các bạn ạ. Xin phép xin lỗi quý bạn là 6.8 các bạn nhé. Đấy, vừa rồi tôi nói là 5.8, chiếc xe này thực tế là 6.8 km rồi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ trần này, ghế da này, các thứ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết. Và nội thất ở hàng ghế ngồi phía sau này thì ghế da đẹp hơn, mới hơn quý bạn nhé. Vì chiếc xe này thì đằng sau này ít người ngồi hơn, rất là đẹp rồi các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mitsubishi Attra sản xuất năm 2020, số sàn, phiên bản 1.2, lăn bánh hơn 6.000 km này, chúng tôi đang bán với giá là 294 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70%. Thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đây là cái phần cốp sau đây, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái khoang cốp sau này còn rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, nhưng nó còn đẹp, còn ngon như thế này thì dọn nó mới được mới các bạn ạ. Chứ còn nếu như mà nó nhàu nát rồi thì dọn cũng không bao giờ được đẹp, được mới như này đâu. Đấy, lốp xưa cua còn nguyên bản chưa hạ đây các bạn nhé. Lốp xưa cua của những chiếc xe này mới tinh luôn, chưa hạ. Đấy, rất mới luôn các bạn nhé. Đây là cái khoang cốp sau, khoang lốp xưa cua đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Đấy, keo chỉ này, ốc cốp sau này còn nguyên bản hết luôn ạ. Quý vị các bạn đi mua xe cũ thì xem kỹ cho tôi phần đầu và phần đuôi để thấy được là chiếc xe này còn rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa này, cũng như là keo chỉ của cánh cửa này phía sau bên phụ đây các bạn nhé. Cũng còn rất là đẹp luôn ạ. Tất cả còn rất đẹp và rất là mới luôn nhé. Mới từ táp bi cho đến những cái phần nội thất, ghế da đằng sau đều rất là đẹp.
tôi quay chi tiết và quay thật sát lại để cho quý vị và các bạn xem nhé. Quý bạn ở xa mà quan tâm chiếc xe này thì quý vị các bạn xem video, quý bạn có thể đánh giá được chất lượng của chiếc xe này các bạn nhé. Vì phần lớn những chiếc xe mà số sàn bây giờ thì chúng tôi bán là khách ở xa là chính, khách ở tỉnh là chính ạ. Vì khách ở Hà Nội ít người mua xe số sàn lắm ạ. Đấy, tất cả còn đẹp luôn, những cái phần trần này còn bọc ni lông cơ các bạn nhé. Cho nên là bỏ cái ni lông ra là còn mới tinh luôn đấy ạ. Ghế da thì rất là mới rồi, rất là đẹp rồi các bạn nhé. Tất cả đều rất là đẹp ạ. Một chiếc xe đẹp và đều xe đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên phụ. Táp bi cánh cửa phía trước bên phụ đây, thưa quý vị và các bạn. Tất cả là cũng còn nguyên bản từ keo chỉ cho đến táp bi cánh cửa này. Đẹp từ táp bi cho đến táp lô. Đều rất là đẹp, rất là mới. Những cái phần nhựa này rất mới, chưa có xước xát gì cả. Và chiếc xe này thì cũng đã được lắp thêm cái màn hình Android rồi. Giải trí thông minh đa phương tiện, tích hợp camera lùi các bạn nhé. Cái màn hình thì còn chưa bóc ni lông này. Đấy, nhìn nó bạc bạc này tôi để tưởng xước nhưng mà không phải đâu. Cái màn hình này là chủ xe chưa bóc ni lông. À không phải là chưa bóc ni lông, và cái này là cái dán màn hình. Cái này là dán màn hình thôi chứ không phải là bóc ni lông. Ni lông của màn hình nhé. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận đã dán cả màn hình chống xước đấy. Nó không xước vào trong đâu. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp này. Đẹp từ vô lăng, cần số cho đến tay phanh. Đều rất là mới đây các bạn nhé. Đấy là cái tem của nhà sản xuất này. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ keo chỉ, cái hèm cánh cửa các thứ là còn nguyên bản ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, động cơ của chiếc xe thì trước tiên tôi cho quý vị và các bạn xem về cái ốc cabo. Ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn này. Tất cả keo chỉ cabo còn nguyên bản nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Chỉ 294 triệu đồng thôi thì quý vị và bạn có được ngay một chiếc xe còn nguyên bản, còn đẹp như thế này đấy. Toàn bộ khoang động cơ từ ốc cabo, keo chỉ cabo đến xương đầu xe này. Ốc chân máy, đấy, còn nguyên bản hết đây các bạn nhé. Tôi quay sát lại cho các bạn xem từ những cái ốc giảm xóc này. Đấy, cho đến ốc chân máy này. Còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Astra 2020 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít rất tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như chạy ở trong đường, trên đường trường chỉ có hơn 4 lít thôi. Trung bình là hơn 5 lít xăng cho 100 km các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, động cơ 1.2 kết hợp với số sàn 5 cấp. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.